Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha. Là em đây thì hôm nay em có sản phẩm là một miếng đất nha quý anh chị. À, một căn nhà mặt tiền đường Võ Thị Sáu. Đây là hướng này là anh chị đi về ăn nhất về đất đỏ rồi về Bà Tô Siêu Mộc quý anh chị ha. Đây là căn nhà của mình nha quý anh chị. Hai mặt tiền đường. Mặt này là mặt chính kinh doanh buôn bán quý anh chị ha. Đó. À, đi về đây là đi về hướng này là đi về chợ Long Điền rồi về trung tâm Long Điền nha quý anh chị. Còn hướng ngược lại là anh chị đi về thành phố Bà Rịa đi khoảng độ tầm chưa tới 2 km là tới trung tâm thành phố Bà Rịa quý vị ha. Đó, rồi về quốc lộ 51 về bến xe nha quý vị, về thành phố Vũng Tàu. Đó, hướng này là cái tuyến đường là đường Võ Thị Sáu rồi đường chính nha quý vị, thì xe buýt rồi những cái xe khách là đi ngang đi về Xuyên Mộc và đi ngang qua đây hết quý vị ha. Đó, thì hôm nay em có sản phẩm là một căn nhà là tính ra là ba mặt tiền nha quý vị, ba mặt tiền luôn. Đó, anh chị có thể hướng này anh chị đi về đây là cái chiếc xe buýt nè. À, chiếc xe buýt này là từ thành phố Vũng Tàu đi qua đi về Siêu Mộc nha quý anh chị, đi ngang qua đây ha. À, mình là ba mặt tiền nha quý anh chị, ngang là 7 m 6 vậy ha, 7 m rưỡi. À, sâu vô là 19 m 6 nha quý anh chị. À, phía sau là 7 m 9 ha, nở hậu nha quý anh chị, phía sau là gần 8 m ha. À, rất chi là đẹp quý anh chị ha. Hiện tại là chủ đang cho thuê nha quý anh chị. Thì cái này là xây là một trệt một lầu quý vị ha, một trệt một lầu là ông chủ cũng đổ luôn nha quý vị, một trệt một lầu, phía trước là anh để cho thuê ha, phía bên hông có hai cái cửa này. Đó. Này anh bên hông này là anh chủ anh ốp gạch hết rồi nha quý vị. Đó, đây phía sau này, phía sau là nở hậu quý vị ha, gần 8 mét nha quý vị, 7 mét 9 quý vị ha, còn 10 phân nữa thôi. Đó, cái nhà này vị trí rất là đắc địa cho quý anh chị, hai bên góc hai tính là ba mặt tiền ha. Đó, mà giá là cực kỳ mềm quý anh chị ha. Thì mặt đường chính này thường là ngang 4-5 m thì nó cũng rơi vào khoảng độ tầm 5 tỷ mấy 6 tỷ rồi nha quý anh chị, nhưng mà đây là anh cần tiền anh bán chỉ có là 6 tỷ 2 thôi. Đó, 7 mét rưỡi quý anh chị ha. Anh chị nhớ xem hết video để em quay cái vị trí quý anh chị xem ha. Đối diện là cái cửa hàng sơn quý chị ha. À, sơn rồi tiện dụng của Trấn Long nha quý chị. À, đây à, hiện tại là bán ba cái tre gỗ nứa là những vậy ha, cái người cho thuê á, người mướn á, nên là em không có tiện vào nhà quay. Thì đây là bán cái vị trí nha quý chị, còn coi như là nhà thì nói chung rất chi là kiên cố rồi, anh nói là có thể là xây thêm lầu lên lầu nữa vẫn được quý chị ha. À, hiện tại là có một cái lầu 1 rồi nha quý anh chị. À, đây này. À, anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em ha. À, vị trí kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề nha quý anh chị. À, quá là tuyệt vời quý anh chị ha. À, giá thì chỉ có là 6 tỷ 2 thôi, nhưng mà giá này là còn thương lượng nha quý anh chị. À, hướng mình là hướng Nam quý anh chị ha, hướng Nam nha. À, hướng Nam. À, đây, hướng này là em đang đi về đường Nguyễn Hữu Trí là quẹo phải quý vị ha, còn đi thẳng luôn là về chợ chợ cũ rồi chợ mới rồi đi về ra quốc lộ 55 rồi về Xuyên Mộc những quý vị, về Hồ Tràm ha. Đó. À, kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề được hết quý vị ha. Đó. Rồi em quay sơ cái soi quy hoạch rồi xây cái vị trí cho quý vị xem ha. Đây. Đó. Đây là ngang phía trước là 7 m 5 nè. Đó. Sau là 19 m 6, một bên 19 m 7 quý vị ha. À, đây là cái sổ của mình đây. Thì giao thông vào khoảng độ tầm 1 m mấy nha quý anh chị, chưa tới 2 m ha. À. À, tổng diện tích là 149,2 m², sử dụng riêng, đất ở tại đô thị hết nha quý anh chị. Rồi, anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em, số điện thoại là 0916732748 quý anh chị ha. À, để em quay sơ cái vị trí cho quý anh chị.